Mình thì làm đầu bếp được khoảng 20 năm, chính thức chuyên nghiệp cũng cỡ từng đấy. Trước đây thì mình làm học bếp ở Trung Quốc, ở Bắc Kinh, nhà hàng Đa Đông. Sau đấy 8 năm thì mình học xong ở Đa Đông thì mình bắt đầu mình đi học thêm ở Singapore, ở Đài Loan và ở Hồng Kông. Cái đơn vị đầu tiên mình xin nộp đơn xin việc thì lại là một đơn vị là công ty một nhà hàng chay. Một nhà hàng chay thì đấy là một chuỗi nhà hàng rất là lớn ở Việt Nam về chay, về đồ thực dưỡng. Sau đấy thì mình cũng có học thêm về thực dưỡng, học thêm về đồ chay nữa. Và mình thấy rằng là cái hiệu quả của cái ăn chay thì nó cũng không 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 khác gì so với cả đồ ăn mặn. Và nhiều trong một số cái trường hợp đặc biệt như chữa bệnh ấy, thì đồ ăn chay mà đặc biệt là theo cái dòng thực dưỡng của Osawa thì nó có tác dụng rất tốt. Ví dụ như là mình cũng đã chứng kiến một vài người bạn của mình là những MC nổi tiếng hay là những người mẫu nổi tiếng, họ bị ung thư và họ ăn theo cái phương pháp thực dưỡng của Osawa thì họ cũng đã dần dần đẩy lui được căn bệnh của chính mình. Cái việc ăn chay thì nó nuôi dưỡng cho con người một cái cơ thể và cái tâm hồn nó trở nên nhẹ nhàng hơn và nó thanh thoát hơn so với một số những người vẫn đang sử dụng đồ ăn mặn hoặc là sử dụng bia rượu nhiều. Trước đây mình được học về thực dưỡng ở trực tiếp ở một số thầy cô, những người rất giỏi ở Việt Nam về thực dưỡng, và mình cũng học thêm, tự đi học thêm ở Nhật Bản nữa. Thì mình có tìm hiểu rằng là về cái cân bằng âm dương thì nó vốn dĩ sinh ra là trời đất nó có âm có dương, thì chúng ta thuận theo cái tự nhiên đấy để chúng ta sống. Chúng ta cân bình âm dương trong bữa ăn, trong cơ thể và trong chính cái tâm hồn của mình thì con người nó sẽ đạt đến một cái trạng thái tốt nhất. Ăn theo chế độ thực dưỡng thì là sự tôn trọng cái nguyên tắc âm dương của vạn vật. Và mình thấy rằng là khi mà ăn theo chế độ âm dương, nó có thể cung cấp đầy đủ sức khỏe cho mọi người, hay ăn thực dưỡng có thể cung cấp đầy đủ sức khỏe cho mọi người. Nhưng mà sau khi mình tìm hiểu và mình thực tế mình làm trong suốt 6 năm qua thì mình thấy rằng là các sản phẩm về của đồ thực dưỡng rất là tốt cho sức khỏe và nó hoàn toàn không để cho con người ta thiếu chất như mọi người lầm tưởng. Mình cũng đã dùng thử, cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu. Cái mùi đầu tiên mình cảm nhận được đấy là cái mùi gạo được rang hoặc sấy khô. Sau đấy là đến kế tiếp là đến cái mùi thơm của các loại đậu. Ngoài ra thì với kinh nghiệm đầu bếp và kinh nghiệm nấu ăn của mình thì mình thấy ở trong này nó còn có một cái vị ngọt, vị ngọt đến từ nấm. Đây là sản phẩm tương đối dễ ăn, dễ ăn và ngon. Cái mùi thơm rất là thơm. Thì mình thấy còn có bột gạo lứt này, nảy mầm này, bột đậu này, bột đậu đỏ này, bột đậu đen này, bột hạt kê này, bột mè đen này và beta glucan. Thì là một số các cái sản phẩm này là đang có hàm lượng protein rất là cao. Với cái công thức này thì với các thành phần này thì là nó sẽ cân bằng được cái âm dương. Và mình đánh giá cao cái sản phẩm này các bạn. Cái sản phẩm này là một sản phẩm mình nghĩ nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của những người sử dụng.